Một món quà quý giá dành đến cho những người thân của mình với sâm viên Collagen S được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thiết kế đẹp mắt, đặc biệt là thành phần nguyên liệu từ thiên nhiên ở bên trong. Sâm viên bên cạnh đó là sự kết hợp từ sâm nguyên chất, nhung thu, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và cả sữa ông chúa nữa, tăng cường sức lực, phục hồi sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Mức giá hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay 1.490.000 đồng, trọn bộ 6 hộp sản phẩm chính, tặng thêm 2 hộp sản phẩm cho quý vị nữa, thêm một chai dầu nóng xoa bóp anti Flamin. Cơ hội hấp dẫn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Vâng, quý và Thu Trinh mến chào tất cả quý vị khách hàng đang tiếp tục mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Và bây giờ là khoảng thời gian của chương trình Sức Khỏe Vàng Tràn Sức Sống. Và tất nhiên là trong khoảng thời gian này, đúng như tên gọi, thì chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị những dòng sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cho tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị những sản phẩm, đó chính là những viên sâm uống Collagen S được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha. Và với những viên sâm như thế này thì có rất là nhiều những thành phần khác nhau, và trong đó có 5 thành phần chính mà chúng tôi muốn mang đến cho tất cả quý vị. Đầu tiên đó chính là nhung hu nè. Bên cạnh đó còn có đông trùng hạ thảo, có sữa ông chúa, có linh chi và có cả nhân sâm nữa. Với sự kết hợp của cả 5 nguyên liệu rất là quý và dồi dào dinh dưỡng như thế này, với một tỷ lệ thích hợp và được cô đặt vào từng viên nang, sẽ giúp cho tất cả chúng ta chăm sóc sức khỏe hàng ngày, mỗi ngày như thế này cho những thành viên trong gia đình của mình. Đúng rồi Quang Quý ạ. Và Trinh nghĩ rằng khi mà chúng ta mua sắm trọn bộ sản phẩm này đó Quang Quý, mà về làm quà tặng những người thân của mình thì cũng rất là ấn tượng luôn đó quý vị. Bởi vì với trọn bộ số lượng ngày hôm nay quý vị nhận được trong trọn bộ sản phẩm chính lên đến là 6 hộp sâm viên Collagen S được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. 6 hộp, mỗi hộp đã có 30 viên rồi. Wow. 6 hộp tổng cộng là 180 viên rồi Quang Quý à. Chưa kể là mình sẽ còn được nhận tặng thêm quà tặng nữa nha quý vị. Chúng tôi tặng cho quý vị thêm 2 hộp sâm viên cùng loại luôn, cũng đến từ thương hiệu Collagen S nữa. 2 hộp quà tặng là có thêm 60 viên nữa rồi. Chưa hết đâu ạ. Quà tặng còn có ngay đó chính là một chai dầu nóng xoa bóp anti flamin cũng đến từ Hàn Quốc luôn. Vừa có tinh chất dầu từ thiên nhiên lại còn có thêm đầu gai massage đi kèm nữa. Rất là lý tưởng ngay chúng ta cần phải xoa bóp làm dịu đi những cơn đau nhức mỏi trên cơ thể của mình quý vị nha. Mức giá đặc biệt ưu đãi luôn, 1.490.000 đồng trong chương trình mua sắm ngày hôm nay. Nên quý vị ơi, chúng ta đừng chần chừ nữa ạ. Cơ hội mua sắm rất hấp dẫn chỉ có trong chương trình này. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay, chúng tôi giao trọn bộ sản phẩm về tận nơi, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Quý vị khách hàng thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm là Collagen S, sâm viên Hàn Quốc 6 hộp, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha. Chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn, uy tín và chất lượng. Và sản phẩm này ở dạng viên nang, dễ dàng uống mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và với mỗi sâm viên Hàn Quốc 6 hộp đến từ thương hiệu Collagen S ngày hôm nay, quý vị sẽ có những thành phần chiết xuất từ thiên nhiên quý vị nha. Nổi bật bao gồm đó chính là nhân sâm, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nhung hưu và cả sữa ông chúa nữa. Sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Chương trình mua sắm hấp dẫn Sức Khỏe Vàng Tràn Sức Sống cùng VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị sở hữu ngay sâm viên Hàn Quốc trọn bộ 6 hộp đến từ thương hiệu Collagen S, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Mỗi hộp sẽ có ngay đó chính là 30 viên quý vị nha. Trọn bộ 6 hộp là 180 viên, mức giá cực kỳ ưu đãi 1.490.000 đồng. Nhận tặng thêm bộ quà tặng bao gồm 2 hộp sâm viên cùng loại, một chai dầu nóng anti flamin cũng đến từ Hàn Quốc, và tích lũy ngay 100.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Và như quý vị cũng thấy rằng là bộ quà tặng của chúng ta rất là hấp dẫn đúng không ạ? Tặng cho quý vị thêm 2 hộp sâm viên Collagen S cùng loại nữa, có thêm một chai dầu nóng anti-flamin luôn, giúp hồi phục và bồi bổ cơ thể khi chúng ta dùng mỗi ngày nè, giảm mệt mỏi và giảm căng thẳng thường xuyên, xoa bóp và hỗ trợ giảm đau nhanh chóng với dầu nóng quý vị nha. Món quà sức khỏe dành tặng cho những người thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta là điều mà Quang Quý nghĩ là tất cả những thành viên đều rất là quan tâm đúng không ạ? Đặc biệt là với những gia đình có những người lớn tuổi nè, ông bà cha mẹ của chúng ta, hay là những thành viên còn lại trong lúc mà chúng ta làm việc rất là khó khăn, hay là trong những khoảng thời gian làm việc căng thẳng thì chúng ta rất là dễ bị suy nhược cơ thể nè, cũng như là đau nhức như thế này. Như vậy thì phải làm sao để có thể chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cho gia đình của tất cả chúng ta? Thì ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm, đó chính là viên sâm uống Collagen S quý vị nha, được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là thiết kế của sản phẩm rất là đẹp mắt đúng không ạ? Chúng ta có thể tự tin mang về làm quà tặng luôn, dành đến cho những người mà chúng ta yêu thương quý vị nha. Mức giá hấp dẫn là 1.490.000 đồng trong chương trình này. Quý vị có ngay 6 hộp, tổng cộng mỗi hộp là 30 viên rồi. Như vậy là số lượng sản phẩm rất là nhiều đó quý vị. Tặng cho quý vị thêm 2 hộp sâm viên cùng loại Collagen S luôn. Lại còn có thêm một chai dầu nóng anti flamin nữa. Quý vị ơi, hãy nhanh chóng sở hữu cùng VTV Hyundai Home Shopping ngay bây giờ quý vị nhé. Giao hàng về tận nơi, miễn phí 63 tỉnh thành trên cả nước.
Quý vị và các bạn thân mến, từ nãy đi quý vị đã cùng Quang Quý với Tú Trinh chúng ta cùng nhìn ngắm trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Những dòng sản phẩm chăm sức khỏe cho những gia đình của tất cả chúng ta. Và bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa trọn bộ sản phẩm, đó chính là 6 hộp sâm viên uống Collagen S được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với rất là nhiều những thành phần cung cấp những dưỡng chất cho cơ thể của tất cả chúng ta và phù hợp với rất là nhiều những độ tuổi khác nhau quý vị nha. Với số lượng 6 hộp như thế này, mỗi hộp là 30 viên thì chúng ta có thể là cung cấp những nguồn dưỡng chất cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình luôn. Và không dừng lại ở đó, với mức giá 1.490.000 đồng, chúng tôi còn tặng kèm thêm những món quà cực kỳ hấp dẫn nữa. Đúng rồi thưa quý vị, tất nhiên là quý vị sẽ có thêm nhiều quà tặng hấp dẫn đi kèm rồi. Quý vị sẽ có ngay đó chính là thêm 2 hộp sâm viên Collagen S cùng loại nữa chúng tôi tặng cho quý vị nha. Như vậy là mình có thêm 2 hộp là tổng cộng có thêm 60 sâm viên, những viên sâm Collagen S rồi quý vị ơi. Còn tặng cho quý vị đó chính là thêm một hộp dầu nóng xoa bóp như thế này. Ở bên trong mình sẽ có một chai dầu nóng nè, chiết xuất từ thiên nhiên cùng với là phần đầu gai massage đi kèm nữa. Và sản phẩm quà tặng cũng được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Riêng trị giá của bộ sản phẩm quà tặng này đã rất là hấp dẫn rồi, nhưng quý vị không cần phải đầu tư thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Chúng tôi tặng ngay cho quý vị và chỉ áp dụng trong chương trình này mà thôi. Còn bây giờ thì quý vị ạ, hãy cùng quay trở lại với những công dụng chính và nhất là từ những thành phần thiên nhiên có trong mỗi viên sâm viên Collagen S quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và những nguyên liệu cũng như là những thành phần đầu tiên mà Quang Quý muốn nhắc đến cho tất cả quý vị chúng ta cùng biết ạ. Tất cả những thành phần chính chúng tôi đã in sẵn ở trên vỏ bao bì rồi và chúng ta rất là dễ dàng để theo dõi luôn. Đầu tiên phải nói lên đó chính là sâm đúng không ạ? Và sản phẩm của chúng tôi được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và chúng ta cũng có thể thấy là từ lâu thì Hàn Quốc đã được mệnh danh là thủ phủ của nhân sâm rồi. Với khí hậu rất là lạnh phù hợp với sự phát triển của nhân sâm như thế này thì chúng ta sẽ có những nguồn nguyên liệu rất là dồi dào cũng như là củ sâm thì to tròn và dầu saponin. Và saponin là gì ạ? Saponin là một hợp chất rất là quý ở trong nhân sâm, sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nè hạn chế việc oxy hóa cũng như là kiểm soát hoạt động của các gốc tự do và từ đó thì giúp cho những cơ quan trong cơ thể của chúng ta làm chậm tiến trình lão hóa đi. Và nếu mà với những chị em phụ nữ như là Tú Trinh chẳng hạn thì sẽ giúp cho chúng ta có một làn da hồng hào và khỏe mạnh. Và không dừng lại ở đó, trong sản phẩm này thì chúng ta còn có thêm một thành phần nữa quý vị nha, đó chính là nhung hu. Và nhung hu là gì ạ? Nhung hu chính là sừng non của con hu đực của Tú Trinh rồi. Và từ đó tới giờ thì chúng ta cũng có thể thấy là nhung hu đã trở thành một loại dược liệu rất là quen thuộc trong y học cổ truyền rồi. Và nhung hu sẽ có tác dụng đó chính là làm lành những vết thương nội bào. Và nếu mà chúng ta trong một cái quá trình mà mình hoạt động nào mình sinh hoạt là mình suy nghĩ quá là nhiều ở Tú Trinh thì nhiều khi mình sẽ cảm thấy rất là căng thẳng cũng như là thiếu máu trong cơ thể của mình và truyền lên não thì rất là khó để mình có thể là có một tinh thần minh mẫn hơn. Và với thành phần là nhung hu thì sẽ giúp cho cải thiện hệ tuần hoàn máu luôn, từ đó thì đưa máu nuôi não cũng như là nuôi các tế bào khác trong cơ thể của tất cả chúng ta, làm giảm những tình trạng suy nhược cơ thể đúng không ạ? Đúng rồi Quang Quý ơi, và với những chia sẻ vừa rồi của Quý thì chúng ta có thể thấy được rằng hai thành phần đầu tiên rất là quan trọng đó chính là từ nhân sâm và nhung hu quý vị nhé. Bởi vì người ta hay nói rằng là sâm, nhung, quế phụ là bốn loại thảo dược quý từ thiên nhiên, mà bên cạnh sự kết hợp từ nhung hu nè quý vị, từ nhân sâm đến từ Hàn Quốc nè, còn có sự kết hợp từ ba thành phần còn lại rất là quan trọng luôn, đó chính là từ đông trùng hạ thảo, từ sữa ông chúa và còn có thêm mình nấm linh chi nữa. Nói về đông trùng hạ thảo thì đây cũng là một trong những loại dược liệu quý có tác dụng là tăng cường sinh lực, tăng cường trí lực và tăng cường cả về thể lực quý vị nhé, cải thiện chức năng sinh lý cho cả nam và nữ luôn. Đây là loại dược liệu rất là quý được cô đặc trong mỗi viên sâm viên Collagen S nè quý vị, kết hợp với một thành phần tiếp theo đó chính là từ sữa ông chúa nữa. Sữa ông chúa thì có dồi dào nguồn vitamin và khoáng chất nè, cung cấp những vitamin cần thiết cho cơ thể của mình, đặc biệt rất là tốt cho phái đẹp quý vị nhé. Dùng đều đặn mỗi ngày phòng chống lão hóa mạnh mẽ. Và thành phần cuối cùng trong mỗi viên sâm viên Collagen S của chúng ta đó chính là nấm linh chi. Mà Quang Quý có biết không, nấm linh chi rất là tốt nha, trong cái việc đó chính là giải độc gan nè, tăng cường chức năng hoạt động của gan, từ đó giúp cho cơ thể của chúng ta được thải độc ra khỏi cơ thể. Nên quý vị có thể yên tâm một điều rằng với bộ sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam này thì mỗi viên sâm viên Collagen S đều là sự chiết xuất và cô đặc lại trong từng viên nang, là những thành phần quý giá từ thiên nhiên để quý vị chúng ta có thể là an tâm sử dụng mỗi ngày. Và việc mà chúng ta mua về làm quà tặng đó quý à thì cũng rất là tốt luôn cho chính bản thân của mình và cho cả những người mà chúng ta thường hay quan tâm nữa, chẳng hạn như ông bà cha mẹ của mình nó ngày càng lớn tuổi rồi, thời tiết thay đổi thì cũng dễ đau nhức hơn, dễ mệt mỏi hơn, hay thậm chí là như Trinh và Quý chẳng hạn và tất cả quý vị nữa, khi mà chúng ta thường xuyên làm việc căng thẳng và kéo dài thì khi đó dẫn đến việc là chúng ta ăn không ngon nè, ngủ không ngon nè, cơ thể bị suy nhược, thì những lúc như vậy quý vị rất là cần thiết phải coi lại chế độ sinh hoạt của mình, ăn uống sao cho thật hợp lý và kết hợp thêm những dòng sản phẩm là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng như là những viên sâm viên đến từ Hàn Quốc quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và như lúc nãy thì Tú Trinh đã chia sẻ với tất cả chúng ta thành phần có đến là 5 loại dược liệu khác nhau đúng không ạ? Và bình thường mà nếu mà chúng ta muốn sử dụng những loại dược liệu như thế này thì cái quá trình chế biến của bản thân mình đi, mình mong muốn là có những cái nguồn, mình tìm những cái nguồn thật là an toàn và đảm
bảo thì rất là khó rồi. Sản phẩm của chúng tôi là nguyên liệu từ Hàn Quốc cho nên là mình đã đảm bảo về nguyên liệu rồi đúng không ạ? Và sau đó là quá trình tinh chế cũng như là sự kết hợp về tỷ lệ rất là cân đối giữa năm thành phần này quý vị nha. Cho nên là sẽ phát huy rất là hoàn toàn tác dụng của nó luôn. Trong những viên uống mà chúng tôi đã cô đặc như thế này thì sẽ giúp cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta rất là dễ dàng mình thực hiện luôn. Và chúng ta cũng có thể thấy là sản phẩm của chúng tôi được đóng gói trong những hộp thiết như thế này rất là sang trọng và bắt mắt đúng không ạ? Bên cạnh việc mà mình mua về để mình có thể là sử dụng thì chúng ta cũng có thể là mình sử dụng để làm những món quà cho những thành viên trong gia đình của mình. Và khi mà Quang Quý mở ra như thế này thì bên trong đây là có những từng vỉ như thế này quý vị nha. Những vỉ thì chúng ta đã có rất là nhiều những viên nang khác nhau và trong mỗi hộp là có lên tới là 30 viên. Như vậy thì chúng ta một hộp mình có thể là sử dụng đều đặn mỗi ngày, là chúng ta có thể là sử dụng trong khoảng thời gian là 1 tháng luôn. Và những viên như thế này được chia thành từng vỉ như vậy á quý vị, thì chúng ta sẽ có thể là mang theo bên mình nè, mình bỏ vào giỏ sách của mình mang theo đi làm, mình mang theo đi luyện tập thể dục thể thao hay mình mang bất cứ nơi nào, mình du lịch cũng được đúng không ạ? Những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi hay là mong muốn là cung cấp những chất dinh dưỡng cho cơ thể, mình chỉ cần lấy ra mình uống thôi, rất là dễ dàng và thuận tiện đúng không Tú Trinh? Đúng rồi Quang Quý ơi, và Trinh thấy rằng việc mà chúng ta có thể là sử dụng và đơn giản hàng ngày như vậy thì rất là chủ động trong cuộc sống của chúng ta quý vị nha. Đôi khi mình quá bận rồi đó quý vị thì không sao cả, trong mỗi hộp có đến là 30 viên và mỗi viên như vậy đóng gói trong chiếc vỉ rất là đẹp mắt luôn. Quý vị cứ cho ngay vào trong túi xách của mình, trong ba lô của mình khi chúng ta đi xa, chúng ta đi làm mỗi ngày. Và khi sử dụng thì sao ạ? Chỉ cần là một ly nước ấm ấm thôi và quý vị có thể là sử dụng ngay mỗi ngày rồi. Đối với những người lớn tuổi nào tăng cường sức khỏe, phục hồi sức đề kháng và cả những người mà thường xuyên làm việc áp lực cao nữa nha quý vị. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là sản phẩm viên sâm uống ngày hôm nay đến từ Collagen S thì mình rất là dễ dàng mình thực hiện, mình sử dụng đúng không ạ? Giống như là Tú Trinh đó đã vừa thực hiện cho tất cả chúng ta. Việc bình thường thì mình mong muốn mình sử dụng những cái loại dược liệu như thế này thì mình cần phải nấu nè, mình chưng, mình cất rất là tốn thời gian và cũng nhiều khi là nếu mà chúng ta không biết về quy trình quý vị nha thì chắc chắn là sẽ bị thất thoát những chất dinh dưỡng trong đó đúng không ạ? Và sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay đã được cô đọng lại thành từng viên nang rồi, mình rất là dễ dàng để sử dụng. Và đối tượng thì như thế nào? Có nhiều đối tượng lắm nha Tú Trinh ơi. Đầu tiên là các ông bà cha mẹ trong gia đình của mình nè, ví dụ lớn tuổi rồi là dễ dàng bị suy nhược cơ thể cũng như là rất là dễ dàng bị những căn bệnh liên quan tới huyết áp cũng như là cơ thể của mình cũng rất là khó khăn khi mà thời tiết thay đổi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì nếu mà chúng ta sở hữu ngay sản phẩm này nè, ông bà cha mẹ của mình sử dụng từng ngày như vậy sẽ giúp cải thiện và bổ sung những chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình nè, giúp điều hòa huyết áp cũng như là giúp cho rất là nhiều về tinh thần, về trí não cũng về trí lực nữa. Và bên cạnh đó với những người trẻ đi, chúng ta cần phải làm việc nhiều nè, mình rất là dễ dàng bị căng thẳng và đặc biệt là bị suy nhược cơ thể. Hay là bên cạnh đó mình làm nhiều quá đi, mình bị thiếu phần máu lên não của mình để nuôi não cũng như là có những trí tuệ hay là cái phần suy nghĩ nó minh mẫn hơn, thì sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay cũng giúp là cải thiện hệ tuần hoàn máu luôn, giúp đưa máu hay là cũng như đồng thời với cái thành phần đó chính là đông trùng hạ thảo ở Tú Trinh sẽ giúp cho hệ hô hấp của chúng ta hoạt động tốt hơn nè. Và linh chi thì sẽ giải độc gan nữa. Như vậy rất là nhiều những thành phần khác nhau, rất là nhiều những công dụng khác nhau chỉ tích hợp trong một viên uống thôi. Như vậy thì rất là thuận lợi cho những thành viên trong gia đình của mình để chăm sóc sức khỏe. Đúng rồi quý vị à, với mức giá là 1.490.000 đồng quý vị có ngay trọn bộ đó chính là 6 hộp sản phẩm chính, mỗi hộp là 30 viên. Như vậy là mình có đến 180 viên rồi đúng không ạ? Sử dụng đều đặn mỗi ngày luôn nha. Lại còn có thêm đó chính là thêm 2 hộp quà tặng nữa là những viên sâm viên Collagen S cùng loại luôn, gia tăng số lượng sản phẩm nghĩa là mình nhận tặng thêm 60 viên quý vị nha. Chưa hết đâu ạ, còn tặng cho quý vị thêm một chai dầu nóng Sabob Anti-Flaming được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Giá trị của bộ quà tặng này rất là ấn tượng và quý vị không cần phải đầu tư thêm một khoản chi phí nào. Ngay từ bây giờ với mức giá hấp dẫn là 1.490.000 đồng, quý vị đã có thể nhanh chóng sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Hồng Sắc Viên rồi. Hãy liên lạc lại ngay quý vị nha, chúng tôi giao trọn bộ sản phẩm này về tận cho quý vị miễn phí 63 tỉnh thành trên cả nước luôn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của tất cả chúng ta thì Quang Quý tin chắc rằng việc chăm sóc sức khỏe là một điều rất là quan trọng đúng không ạ? Nhiều khi những người lớn tuổi là bị khó ngủ nè, chúng ta rất là dễ dàng bị trăn trở, hay là cả những người trẻ nữa, công việc của chúng ta rất là áp lực. Những ban đêm thì mình bị nhức mỏi cơ thể hay là trí óc của mình cũng căng thẳng luôn. Và những người lớn tuổi rất là dễ dàng bị đau nhức cơ thể của mình. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một sản phẩm có thể là mình chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình. Những viên sâm uống đến từ thương hiệu Collagen S được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, món quà sức khỏe gửi đến tất cả chúng ta. Một món quà sức khỏe gửi tặng đến cho chính bản thân của mình và cả những người mà chúng ta luôn yêu thương và quan tâm quý vị nha. Thiết kế bao bì vừa đẹp mắt vừa sang trọng, mà đặc biệt là bộ sản phẩm chính và các sản phẩm quà tặng đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam với những thành phần quý giá đều từ thiên nhiên quý vị nhé. Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nhung thư, sữa ông chúa và cả nhân sâm nữa. Mức giá hấp dẫn là 1.490.000 đồng trong chương trình này. Quý vị có ngay 6 hộp 180 viên, tặng thêm 2 hộp cùng loại, có thêm một chai dầu nóng Sabob nữa. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay quý vị ạ. Hãy nhanh tay sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Sản phẩm sâm viên Hàn Quốc 6 hộp Collagen S
sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc, chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn, uy tín và chất lượng, dạng viên nang dễ dàng uống mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và bên cạnh đó, quý vị sẽ rất là an tâm bởi vì thành phần có chiết xuất trong mỗi viên sâm viên Hàn Quốc 6 hộp của thương hiệu Collagen S là đều từ thiên nhiên quý vị nhé, bao gồm là nhân sâm đến từ Hàn Quốc nè, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nhung hưu và cả sữa ong chúa nữa. Thành phần nào cũng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, dồi dào vitamin và khoáng chất cho cơ thể của chúng ta, cho nên sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và còn kéo dài tuổi thọ. Chương trình mua sắm hấp dẫn, sức khỏe vàng, tràn sức sống cùng VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị sở hữu ngay sâm viên Hàn Quốc trọn bộ 6 hộp đến từ thương hiệu Collagen S, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Mỗi hộp sẽ có ngay đó chính là 30 viên quý vị nha. Trọn bộ 6 hộp là 180 viên, mức giá cực kỳ ưu đãi 1.490.000 đồng. Nhận tặng thêm bộ quà tặng bao gồm 2 hộp sâm viên cùng loại, một chai dầu nóng anti flaming cũng đến từ Hàn Quốc và tích lũy ngay 100.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Và với quà tặng của chúng ta thì quý vị sẽ có thêm số lượng đó chính là 60 viên sâm viên Collagen S quý vị nha, có trong hai hộp xinh đẹp luôn. Lại còn có thêm đó chính là một chai dầu nóng xoa bóp anti flaming nữa, sử dụng mỗi ngày giúp hồi phục và bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng kéo dài, xoa bóp và hỗ trợ giảm đau nhanh chóng quý vị nha. Một món quà sức khỏe dành đến cho những người mà chúng ta yêu thương. Số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay quý vị ạ. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công. Được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, từ nãy tới giờ thì chúng ta đã cùng nhau bàn luận về câu chuyện sức khỏe cũng như là với dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, sản phẩm viên sâm uống Collagen S được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha, với rất là nhiều những nguồn nguyên liệu cũng như là những thành phần trong đó rất là đảm bảo sức khỏe cho những thành viên trong tất cả chúng ta, và đặc biệt nữa là được cô đọng trong những viên nang rất là nhỏ như thế này để cho mình có thể là sử dụng mỗi ngày như vậy chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình. Và mức giá mà chúng tôi mang đến là 1.490.000 đồng. Chúng ta sẽ có ngay là 6 hộp, mỗi hộp là 30 viên rồi, có thể là cung cấp sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta, và ngoài ra còn có những món quà cực kỳ hấp dẫn đúng không Tú Trinh? Đúng rồi quý vị ơi, quý vị thấy rằng là những món quà của chúng ta mà khi mà quý vị sở hữu ngay đó thì chúng ta sẽ có đó chính là thêm 2 hộp những viên sâm viên cùng loại của thương hiệu Collagen S luôn. 2 hộp như vậy thì mình sẽ có thêm đó chính là tổng cộng là 60 viên nữa, mỗi hộp là 30 viên thế này quý vị ạ. Chưa hết đâu, mình sẽ còn được nhận tặng thêm đó chính là một chai dầu nóng xoa bóp anti flaming có đầu gai massage đi kèm cũng đến từ Hàn Quốc luôn. Riêng bộ sản phẩm quà tặng này đã rất là giá trị rồi và chỉ có áp dụng trong chương trình mua sắm hấp dẫn này mà thôi quý vị nha, với mức giá cho trọn bộ sản phẩm chính và quà tặng đi kèm nữa là chỉ có 1.490.000 đồng mà thôi. Và có một điều khi mà chúng ta mua những dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thế này, điều đầu tiên mà chúng ta thường hay quan tâm đó chính là về nguồn gốc, về xuất xứ đúng không quý vị? Thì ở đây ngay bây giờ quý vị hoàn toàn yên tâm về điều đó quý vị nha. Ngay từ trên chính bao bì rất là sang trọng và đẹp mắt của bộ sản phẩm này, quý vị sẽ có ngay đó chính là tên thương hiệu Collagen S, một thương hiệu quen thuộc đến từ Hàn Quốc quý vị ạ. Bên cạnh đó là còn có thêm thành phần, 5 thành phần được in nổi bật rõ ràng là nhung hưu, nhân sâm, nóng linh chi, đông trùng hạ thảo và cả sữa ong chúa nữa. Và khi mà chúng ta quan sát ở ngay phía hai bên trái và phải của mỗi phần hợp thiết cao cấp như vậy, quý vị sẽ thấy ngay đó chính là những phần tem dán rất là rõ ràng như thế này. Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm chính hãng quý vị nha, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Cho nên quý vị thấy đó rất là an tâm khi chúng ta sử dụng. Chưa kể là khi mà chúng ta quan sát vào một bên góc của vỏ hộp nữa, sẽ có tên của sản phẩm nè, thành phần, công dụng, xuất xứ, cách sử dụng và có tên đơn vị nhập khẩu phân phối rất là rõ ràng. Cho nên khi mà quý vị mua sản phẩm này về làm quà tặng thì mình sẽ cảm thấy rất là an tâm quý vị nha. Trọn bộ sản phẩm chính là 6 hộp, tức là 180 viên rồi. Mỗi hộp như vậy mình sẽ có 30 viên nang, rất là tiện lợi để dùng mỗi ngày quý vị ơi. Và như vậy thì chúng ta còn để ý bên cạnh việc là nguồn gốc xuất xứ cũng như là số lượng đúng không ạ? Thì bên cạnh đó cái vấn đề mà cần thiết để ý nhất đó chính là những thành phần trong sản phẩm này. Và những thành phần trong viên sâm uống Collagen S của chúng tôi thì xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi nha. Ở ngoài phần bao bì hợp thiết cũng đã có chia sẻ hết tất cả mọi thứ rồi. Đó chính là những hình ảnh như thế này, rất là rõ ràng quý vị ạ. Đầu tiên đó chính là nhân sâm. Và nhân sâm là rất là dồi dào saponin, sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta hạn chế quá trình lão hóa nè, cũng như là kiểm soát hoạt động của các gốc tự do, sẽ giúp cho tất cả chúng ta là mình cảm thấy là tươi
tươi mới hơn và hạn chế quá trình lão hóa của những cơ quan trong cơ thể của mình. Bên cạnh đó còn có thêm là nấm linh chi. Nấm linh chi sẽ giúp cho là việc mà mình hỗ trợ hoạt động của gan nè, giải độc gan, giải độc cơ thể luôn. Trong đó thì mình còn có thêm là sữa ông chúa nè, giúp làm đẹp cho những chị em phụ nữ giống như Tú Trinh chẳng hạn. Tiếp theo là đông trùng hạ thảo hỗ trợ cho hệ hô hấp của tất cả chúng ta. Và cuối cùng đó chính là nhung hưu, làm lành vết thương nội bào và cũng như là hỗ trợ hệ tuần hoàn máu. Với sự kết hợp của 5 nguyên liệu như thế này rất là quý luôn, cũng rất là nhiều những cách thức khác nhau với rất là nhiều những cái công dụng khác nhau như thế này sẽ giúp cho cơ thể của tất cả chúng ta mình hồi phục sức khỏe nè, cũng như là cải thiện sức khỏe với rất là nhiều những đối tượng khác nhau quý vị nha. Ví dụ là người lớn tuổi trong gia đình của mình nè, những người trẻ làm việc căng thẳng thì mình cũng có thể là sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay để dùng và cải thiện sức khỏe mỗi ngày mỗi ngày. Đúng rồi đó Quang Quý, bên cạnh đó Trinh thấy đối với những bạn học sinh sinh viên mà thường xuyên phải học hành thi cử căng thẳng đó, thì những khi mà chúng ta đang bước vào quá trình là thi cử căng thẳng chẳng hạn nè, thì việc mà chúng ta có thể là dùng những dòng thực phẩm chất lượng an toàn như vậy để mà bổ sung thêm những nguồn dưỡng chất quý giá vào trong chính bên trong cơ thể của mình cũng là một cách rất là hiệu quả để mà tăng cường sức đề kháng của chúng ta, tăng cường sự tập trung trí nhớ, tăng cường cải thiện cả về thể lực cũng như là trí lực của mình quý vị nha. Nói về sâm thì quý vị cứ yên tâm một điều rằng sâm đến từ Hàn Quốc thì đã rất là nổi tiếng rồi. Đúng bởi rồi. Vì đây là thủ phủ của nhân sâm thế giới đúng không ạ? Và ở đây là nhân sâm đến từ vùng núi cao của Hàn Quốc quý vị nha. Kết hợp cùng với nhung hưu có tác dụng làm lành vết thương nội bào, từ nấm linh chi có tác dụng là giải độc gan, thanh lọc cơ thể, từ sữa ông chúa rất là dồi dào vitamin và khoáng chất luôn, lại còn có thêm là từ đông trùng hạ thảo nữa, tăng cường sinh lực và cải thiện chức năng sinh lý cho cả nam và nữ quý vị ạ. Còn phân tích kỹ hơn về mức giá thưa quý vị, 1.490.000 đồng, nhưng ở đây quý vị có đến trọn bộ là 6 hộp mà mỗi hộp như vậy là đã có 30 viên nang rồi, cho nên là quý vị thấy rằng là 6 hộp là đã có tổng cộng 180 viên nang như vậy, và mỗi viên nang của chúng ta rất là nhỏ gọn và tiện lợi để có thể mang theo bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi quý vị nhé. Chưa kể là còn có thêm 2 hộp những viên sâm viên collagen S là quà tặng cùng loại nữa, tức là mình được nhận tặng thêm 60 viên sâm viên quý vị nha. Lại còn có thêm một chai dầu nóng xoa bóp anti-flaming đến từ Hàn Quốc luôn. Trọn bộ sản phẩm quà tặng của mình Trinh nghĩ đó Quang Quý à, rất là tiết kiệm mặt chi phí khi chúng ta không cần phải mua sắm thêm mà chúng tôi tặng hết cho quý vị luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và chúng ta cũng có thể thấy là trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay đúng như cái câu là trong uống ngoài thoa đúng không ạ? Và sản phẩm chính là mình uống, còn sản phẩm quà tặng thì chúng ta có thể là sử dụng để mình thoa, mình xoa bóp. Và những viên sâm uống như thế này Collagen S chúng tôi đã thực hiện ngay là những vỉ như thế này, chúng ta có thể là rất là dễ dàng mình mang theo bên mình quý vị nha. Dù là chúng ta có đi làm việc nè hay là mình có đi du lịch thì cũng rất là dễ dàng mình có một cái cách thức để mình chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta. Những lúc mà chúng ta cần mà chúng ta muốn sử dụng á, mình chỉ cần là mình gỡ ra đó rất là dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ có ngay những viên sâm như thế này quý vị nha. Những viên sâm uống Collagen S được tập trung cũng như là được cô đọng với những thành phần mà chúng tôi đã chia sẻ từ nãy tới giờ, giúp cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta mình dễ dàng mình sử dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh khác nhau. Và bây giờ thì chắc là Quang Quý cũng sẽ thử xem là viên sâm uống này sẽ như thế nào hả Thu Trinh? Đúng rồi, xin mời Quang Quý nhé. Bởi vì khi mà chúng ta dùng mỗi ngày như vậy và dùng đều đặn trong một khoảng thời gian dài sẽ nhận thấy được sự thay đổi là từ bên trong cơ thể của mình đó quý vị ạ. Đối với những người trẻ tuổi mà cũng phải thường xuyên làm việc căng thẳng nè, những lúc như vậy thì chúng ta cũng đừng quên những viên sâm như vậy quý vị nhé. Cả những người lớn tuổi trong gia đình của mình luôn. Và khi mà Quý Quý đã uống rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một quà tặng tiếp theo. Mà tôi nghĩ rằng là quý vị hãy cần quan sát kỹ hơn và cũng rất là cần thiết luôn, dành đến cho sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình của mình nè. Mỗi khi thời tiết thay đổi, chúng ta cảm thấy cơ thể của mình nhức mỏi nè, hay khi chúng ta vận động mạnh mà vô tình làm cho cơ thể của mình bị chấn thương, thì những lúc như vậy quý vị sẽ sử dụng ngay sản phẩm quà tặng của chúng tôi quý vị nha. Đó chính là thêm một quà tặng là một chai dầu nóng xoa bóp anti-flaming, cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn, với thành phần ở bên trong là những nguyên liệu từ thiên nhiên nha quý vị, có mùi thơm dễ chịu nữa, dung tích là 100ml luôn, cho quý vị chúng ta dễ dàng sử dụng ngay. Đồng thời hãy cùng quan sát xem bên đây quý vị nha, đó chính là cả phần gai massage đi kèm nè. Khi mà quý vị sử dụng thì chúng ta chỉ cần mở nắp sản phẩm ra, sau đó mình cho ra ngay trên vị trí mà chúng ta đang bị đau nhất quý vị nha. Đó chính là một lượng dầu nóng như thế này mà thôi, và có mùi thơm rất là dễ chịu nha quý vị. Chẳng hạn như khi giờ chúng ta đang bị đau chấn thương ở phần cổ tay của mình như thế này, mình kết hợp mình xoa ngay và mình massage giúp làm nóng cái lượng dầu này lên quý vị nha. Sau khi đã thẩm thấu vào trong cơ thể của mình rồi thì quý vị có thể sử dụng ngay, đó chính là phần gai massage đi kèm nè. Chúng ta có thể là thư giãn massage, cảm giác rất là dễ chịu đó Quang Quý ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình một cách rất là hiệu quả đúng không ạ? Trọn bộ sản phẩm đó chính là 6 hộp sâm viên Collagen S được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc lên tới là 180 viên đúng không Thu Trinh? Và mức giá mà chúng ta đầu tư trong chương trình lần này chỉ là 1.490.000 đồng mà thôi. Và bên cạnh đó chúng ta không dừng lại ở việc sở hữu 6 hộp sâm viên mà còn có cả quà tặng nữa. Quà tặng đó là gì ạ? Đó chính là thêm 2 hộp sâm viên cùng loại cũng đến từ Collagen S được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Và ngoài ra còn có thêm một chai dầu anti-flamin, như vậy sẽ giúp cho tất cả
cả những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta, có thể là trong uống ngoài thoa nè, chăm sóc sức khỏe từng ngày như vậy, dù là người lớn tuổi hay là những thành viên trong gia đình trẻ của chúng ta cũng rất là thoải mái luôn. Toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay sẽ được giao miễn phí, hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình cùng với VTV Huyền Đài Home Shopping. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của tất cả mọi người, đúng không quý vị? Đối với những người lớn tuổi thì ban đêm chúng ta trằn trọc kéo dài, thường xuyên cảm thấy khó ngủ nè, do cơ thể của mình cũng đã ngày càng lớn tuổi rồi, sự lão hóa diễn ra mạnh mẽ hơn trước đây. Còn cả những người trẻ tuổi nữa, các anh chị em đang làm việc văn phòng, chúng ta thường xuyên đối diện với những cái áp lực trong công việc của mình, những bạn học sinh sinh viên khi mà chúng ta bước vào những kỳ thi căng thẳng quý vị nha, đau nhức cơ thể kéo dài, sự mệt mỏi kéo dài dẫn đến chất lượng cuộc sống và cả hiệu quả làm việc cũng sẽ dần dần bị giảm sút theo thời gian. Những lúc như vậy chúng ta hãy cần cân đối lại chế độ ăn uống, sinh hoạt nghỉ ngơi của mình và bổ sung thêm những dòng thực phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên quý vị nhé. Ngày hôm nay trong trình mua sắm này, với khoảng thời gian còn lại, quý vị đừng chần chừ bỏ qua ngay cơ hội sở hữu, đó chính là những loại sâm viên đến từ Hàn Quốc, đến từ thương hiệu Collagen S nha quý vị. Sâm viên với nguồn gốc từ thiên nhiên, dễ dàng sử dụng nè, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể của mình với mức giá hấp dẫn là 1.490.000 đồng. Quý vị có ngay trọn bộ sản phẩm chính là 6 hộp với 180 viên, nhận tặng thêm 2 hộp cùng loại, có thêm một chai dầu nóng Sabot nữa. Đừng chần chừ, hãy nhanh tay sở hữu ngay quý vị ạ. À, chương trình mua sắm hấp dẫn, sức khỏe vàng tràn sức sống cùng VTV Hyundai Home Shopping, quý vị sở hữu ngay sâm viên Hàn Quốc trọn bộ 6 hộp đến từ thương hiệu Collagen S, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Mỗi hộp sẽ có ngay đó chính là 30 viên quý vị nha, trọn bộ 6 hộp là 180 viên, mức giá cực kỳ ưu đãi 1.490.000 đồng, nhận tặng thêm bộ quà tặng bao gồm 2 hộp sâm viên cùng loại, một chai dầu nóng anti flaming cũng đến từ Hàn Quốc, và tích lũy ngay 100.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Và với bộ quà tặng rất giá trị như vậy, quý vị sẽ có ngay sản phẩm quà tặng cùng loại là gia tăng thêm về số lượng quý vị nha, 2 hộp sâm viên Collagen S với thêm 60 viên đang tặng kèm, tặng cho quý vị thêm một chai dầu nóng anti flaming, sản phẩm chính kết hợp cùng với sản phẩm quà tặng giúp chúng ta hồi phục và bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi và giảm căng thẳng kéo dài, xoa bóp và hỗ trợ giảm đau nhanh chóng nữa quý vị nha. Thời gian mua sắm còn lại không còn nhiều nữa rồi, hãy nhanh chóng đồng hành ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping. Số lượng quà tặng rất có hạn nên chúng tôi hy vọng rằng với mức giá là 1.490.000 đồng, quý vị hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ cùng với VTV Hyundai Home Shopping một món quà dành đến cho người thân của mình, cho ông bà cha mẹ của mình nè, cho chính bản thân của chúng ta và cho cả những thành viên khác trong gia đình của mình nữa, quà tặng cho thầy cô, cho bạn bè, cho đồng nghiệp của mình quý vị nha. Và tất nhiên nó quan quý, mình sẽ có nhiều cách đặt hàng khác nhau và không cần phải đi ra bên ngoài nữa, đúng không? Đúng rồi thưa quý vị, để có thể sở hữu trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay rất dễ dàng thôi ạ. Cách đầu tiên là hãy điện thoại kèm số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để chúng ta có thể là gặp những tổng đài viên. Quý vị đặt bao nhiêu phần thì chúng tôi sẽ giao tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể là sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh cũng như là máy tính bảng, và cuối cùng là truy cập vào website vtvhyundai.vn. Rất là hy vọng với chương trình ngày hôm nay thì tất cả quý vị đã có cách thức để chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì Quang Quý và Thu Trinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những lần kết nối sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.